Xin chào các bạn, một kỷ nguyên mới sắp được mở ra với giải đấu Linko Mobile Thế giới AWC 2022 rồi. Khi Linko Mobile thông báo hợp tác cùng với tựa game Vương Giả Vinh Diệu ra mắt chế độ thi đấu eSports mới trong quý 4 năm 2022. Và tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này sẽ tăng lên đến 186 tỷ Việt Nam đồng, tức là 8 triệu USD, gấp 16 lần so với các giải đấu trước kia. Có nghĩa là với cú luyện ngục của Xuân Bách cách đây hơn 2 năm tại AWC 2019 sẽ là đáng giá 2,3 tỷ nhân 16 lần, tức là xấp xỉ 37 tỷ, một con số thực sự là choáng anh em ơi. Lần này giải đấu AWC 2022 sẽ được mở rộng với quy mô lớn hơn rất nhiều với sự tham gia của các đội tuyển đến từ nhiều nơi trên thế giới như châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Âu, Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, rồi rất nhiều đội tuyển sẽ đến tham dự cái giải đấu này bởi vì giải thưởng rất là hấp dẫn. Một số anh em có thắc mắc là Linko Mobile và Vương Giả Vinh Diệu sẽ được hợp nhất thành một game, thì câu trả lời sẽ là không hợp nhất thành một game. Trong tương lai sẽ vẫn tiếp tục được vận hành hai tựa game riêng biệt nha. Và rất nhiều anh em quan tâm các đội tham gia sẽ thi đấu theo tựa game nào, Linko Mobile hay Vương Giả Vinh Diệu, thì nó sẽ ra mắt chế độ thi đấu eSports mới dành riêng cho giải đấu AWC 2022 sắp được chuẩn bị ra mắt rồi. Chế độ này sẽ có các vị tướng phổ biến đã ra mắt tại Liên Quân và Vương Giả Vinh Diệu, đồng thời kết hợp những ưu điểm của cả hai tựa game để đảm bảo tính công bằng cho các tuyển thủ của Linko Mobile và Vương Giả Vinh Diệu. Thực ra như anh em biết là MO Việt làm cả hai tựa game Vương Giả Vinh Diệu và Linko Mobile đúng không? Có rất nhiều con tướng giống nhau: Thượng Quan Uyển Nhi và Zata, Quan Vũ và Superman. Hiện tại mình thấy thu nhập của các tuyển thủ Liên Quân rất là cao. DC với hai chiếc xe VinFast và Merc, biển số lại đẹp. Còn nếu anh em theo dõi Sân Bách thì đầu tư bộ máy hơn 100 cổ để làm việc, thực sự rất là sướng. Với cái giải đấu nhân tiền thưởng lên gấp 16 lần như thế này, nếu các tuyển thủ Liên Quân của chúng ta được giải thì anh em có thể tưởng tượng ra không? Supermovieviet.vn bán đích Liên Quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Tiếp tục ngồi trên đầu đồng đội mà thả skill nha anh em ơi, một con tướng SP cực kỳ nhàn, dễ chơi trong game Mobile, đó là bé Aya. Có thể nhảy lên đầu, có thể chui ra, rất là linh hoạt. Đặc biệt khi mà các bạn thực hiện cái thao tác nhảy lên đầu đồng đội, các bạn sẽ được đánh hết sát thương, rất là tuyệt vời. Một con tướng bảo kê mà ngồi lên giờ đầu đồng đội thì đồng đội chết trước, mình chết sau, tuyệt vời. Cái kiểu bảo kê nó rất chi là mất dậy anh em ơi, thực sự là hơi khống lại cho AD một tí, nhưng mà thôi, chất tướng mà. Nó có bút giáp, nó có hóa mục tiêu thành những con pet xung quanh, nói chung là vẫn có lợi đấy anh em ơi. Đặc biệt là khi anh em dùng những cái phép bổ trợ ấy, ví dụ anh em ấn cái tốc hành thì cái mục tiêu mình cưới lên đầu bạn đấy cũng có tốc hành luôn, tuyệt vời không? Yên tâm, bảo kê đây rồi, bảo kê đây rồi. Bắn đi mà ơi. Đó, đơn giản anh em ơi. Con này thì không phải là cứ ngồi trên đầu AD đâu, các bạn phải nhảy ra nhảy vào cho nó linh hoạt, bởi vì nhiều khi mình phải đỡ đam cho AD một tí, chứ không có ai đỡ đam thì kiểu là tất cả dồn đam AD thì anh em ngồi trên đầu thì cái chiêu búp giáp hay là các cái chiêu khống chế của anh em ý đôi khi là cũng không có đủ đâu, phải xe đam với đồng đội nha. Nhưng mà khi xe đam thì cái kết đấy, đấy anh em thấy mình ngồi lên đầu ấy, mà đi bay sắp mặt luôn. sorry bà ơi, ngồi quen rồi, chưa có quen. Nếu mà chơi quen thì cái việc mà nhảy lên đầu mới thoát ra khỏi đầu đồng đội sẽ linh hoạt hơn. Lâu lắm rồi không chơi ngay nha. Nói chung là hôm nay trải nghiệm map mới, trải nghiệm meta mới, cái map 4.0, map rất đẹp. Bây giờ hoàn thiện đến 99% rồi, map bây giờ không có lỗi nữa. Đặc biệt thì những con rồng ánh sáng hay là rồng xe xa đều rất là đẹp đấy. Đồng đội AD cứ chết,
còn mạng cứ để SP nó. Hợp lý anh em ơi, hợp lý. Anh em SP thấy hợp lý không? Quá tuyệt vời luôn. À lên chết, mình mới thò cái mặt ra. Trời. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái này thì cũng hơi thốn cho AD. Đừng chê ra ta không biết may, lại bay cho sấp mặt bây giờ. Thực ra Yulia rất là khỏe nhưng sắp tới Yulia bị giảm sức mạnh rồi. Khả năng khống chế hình như sẽ bị giảm đi ở cái chiêu 1. Ở chung là một con tướng mà cứ tăng một tí hình bá xong lại giảm. Giảm xong chẳng ai chơi, xong vui lại tăng sức mạnh. Để cho nhiều người chơi một thời điểm là tầm một lúc thôi, rồi lại giảm sức mạnh. Anh em có biết là cái con bản gốc của Yulia bên Vương Giải Vinh Diệu nó bá thế nào không? Cực kỳ bá nha, còn tướng hiếm luôn. Sở hữu tướng đó thì như ngày xưa là Liên Quân là đá quý. Như ngày xưa, đá quý ngày xưa mà cái thời điểm mà các bạn mua đá quý, mua tướng Roker ấy. Đến bao giờ thì con Roker bị đã quên. Đá quý thì thực sự là một cái viên đá mất đi cũng được, chẳng có tác dụng gì anh em ơi. Spam. Nhảy đầu, ui nhảy nhầm đầu rồi. Ở đấy tính nhảy đầu Yulia, ấn nội vô đầu của Thor này. Dễ chơi nha, cứ phóng cái chiêu 1 ra làm chậm này, gây sát thương phép này, khó chịu này. Dùng cái chiêu 2 nhảy lên đầu đồng đội này, bật cái chiêu cuối để gây sát thương phép xung quanh. Với cả là nếu mà tướng địch ở xung quanh ý, thì sẽ bị làm chậm rồi bị hóa thành con pet anh em ơi. Mình không chạm tướng địch bị hóa pet là hóa lâu anh em ơi, và mình sẽ không bị tấn công. Đấy, cái rất là khó chịu. Như kiểu hóa pet thì sẽ bị ngắt chiêu đấy anh em ơi, tấn công khó hơn thì cái khả năng bảo kê rất là tốt. Ủa? Còn mình nhảy lên đầu bạn lại chạy đi mất tiêu thế này. Bùa rồng rất mạnh nha anh em ơi, bùa rồng cực kỳ mạnh luôn. Bùa rồng sắp tới rất lực từ con rồng cái đất đến con rồng ánh sáng. Lực cực kỳ luôn nên là cái việc sự kiểm soát rồng này, kiểm soát rồng xê xa, rồng ánh sáng rất là quan trọng. Đi rừng rất là quan trọng nha. Mà sắp tới đừng có cái đội tại mới đấy anh em ơi. Đội tại mà farm ké chỉ là farm ké thôi, chứ không được hưởng. Hưởng ké thôi, giống như anh em chơi SP lên đồ phụ trợ ấy. Yên tâm búp, yên tâm là có búp. Giáp dày thực sự, ôi xong chạy nhanh bà ơi. Búp giáp vậy rồi vẫn để chết nhở. Yên tâm. Bắn đi bà ơi. Bắn đi. Ôi. AD lại chết rồi. Ở thế thì mình lại lượm mạng hộ AD vậy. Thực sự này. Ok. Khi mà các bạn bị dưới 40% máu ấy, các bạn sẽ hóa thành con sóc. Một con sóc nhỏ các bạn sẽ không bị tiêu diệt. Đấy. Không thể chọn mục tiêu. Một cái mà nội tại giúp mình không bị sốc đam chết. Mình có thời gian mình chuyển sang ngồi sang vị trí khác. Nếu anh em chơi con này thành thạo thì các bạn có thể nhảy qua đầu rất nhiều đồng minh. Và nhảy như vậy thì tất nhiên là việc nhẹ lưng cao thôi. Thực sự chơi rất là phê nha, rất là nhàn cho vị tướng mới sắp ra mắt này. Dự kiến thì tướng này sẽ ra mắt trong tầm tháng 10, tháng 11. Nói chung là còn tầm một tháng nữa sẽ ra mắt. An ta thần, đúng rồi, an ta thần. À không, an con rồng xây xa. Con rồng xây xa bây giờ nó không không hiện ở giữa nữa đâu. Mà bây giờ nó kiểu thả như kiểu thả rồng Manester anh em ơi. Như vậy thì chủ động hơn, mình thấy như vậy rất hợp lý nha. Ô, cẩn thận mất rồng rồi. Mất rồng rồi, không được team bạn. Cướp quá đông, cướp lại còn đông thế này. Lên bạn ơi, lên. Ui, hóa pet hết. Trời, ui, đấy anh em thấy chưa. Búp quá ghê, khống chế nhiều. Ôi mà con này nào lên là không hợp lý đâu bạn ơi. Ôi cân được kìa. Tưởng không cân được, hóa ra là cân được. Hay đấy nhờ anh em ơi, búp như kiểu là bạn ấy khỏe thêm ít. Búp như kiểu khiến bạn ấy hổ báo hơn, khỏe hơn. Mình cứ nghĩ là không ăn được mà lại ăn được. Ghê thực sự nha.
Đây anh em ơi, con này anh em thấy đẹp chưa? Đạn thờ là rất đẹp rồi nha. Như thế này là nó trông nó mượt hơn rồi, nó màu sắc hơn rồi, nhưng nhìn kiểu vẫn hơi đơ một tí, hơi chậm một tí. Nó khạc nhanh hơn, nó nhổ nhanh hơn thì sẽ là hợp lý hơn. Ui, nhảy ra xe đam cùng đồng đội sắp mặt ngay. Đấy anh em ơi, thực ra là mình cũng muốn bảo kê, mình cũng muốn xe nam lắm, nhưng mà nhảy ra là chết chùm luôn. Thế là thôi cứ ngồi trên đầu đồng đội bị chết, mình nhảy ra, lúc đó mình full game máu, mình biết mạng nó sẽ phê hơn. Nhưng mà con này anh em, nhiều anh em bảo là lên cái đồ phụ trợ là gây sát thương chuẩn, nhưng mình nghĩ là đừng lên. Các bạn lên cái đồ bốp giáp nha, bốp giáp cho đồng đội thì sẽ là hợp lý hơn, hoặc là giải hiệu ứng ý. Chứ gây sát thương chuẩn thì nói chung là cá nhân quá, nó không có hay. Rồng này thì bạn rồng. Rồi ông rồng này xong khỏe lắm anh em ơi. Và cái chục cuối lên. Ôi mình KS được rồng anh em ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Ôi rồng khỏe lắm, có rồng khỏe lắm. Cứ bắn đi đâu cơ chết rồi. Mình chạy thôi. Ôi quả đấy AD lướt nhanh quá, mình chưa kịp ấn nhảy lên đầu bạn. Cho mình ngồi với, đứng lại cho mình ngồi với. Mà thôi về anh em ơi. ST bay vô tao. Mình bay trên đầu bạn mà, mình ở trên đầu bạn luôn. Nhưng mà quả đấy bạn chết mà. Thì mình lại phải tìm mục tiêu khác, mình bay lên đầu thôi. Ví dụ mình bay lên đầu Quy này. Vào đây nhá anh em, né sát thương nhá. Đấy. Né đầu đồng đội là được né sát thương, rất là hay. Thế nào có cái kiểu chơi là mình cứ đứng trước, mình chưa ngồi vội đâu, mình đứng trước sau đó thì mình sẽ nhảy lên đầu đồng đội. Ôi xong rồi quả đấy. Trời ơi. Ngu người. Một va di chuyển ngu người, nhảy quá sớm, nhảy ra đồng đội, đầu đồng đội quá sớm và cái kết. Giao diện mới thực sự mình chưa có quen, chơi giao diện này chưa quen anh em ơi. Có lẽ là phải chơi một thời gian mấy trận thì mới quen được cái giao diện mới này. Nhìn trông màu sắc nó thực sự chân thật hơn, nhưng mà kiểu nó tươi, nó màu, nó không có giống cái map cũ ý. Hơi lạ anh em ơi. Ok, tập trung nào. 15 điểm hỗ trợ, ăn 5 mạng. Kedia là 23, 28. Ok anh em ơi. Ở chỗ nào hiện tại mình đang chơi trong bản test nha. Chơi trong bản test thì mình kiểu review các cái chất tướng rồi, cái mới mẻ như map mới thôi. Chứ chơi các bản này thì không có gì vui đâu anh em ơi. Trời chán thực sự luôn. Cái này cái chiêu 1 thì mình thấy nó khống chế, nó hơi ở cái kiểu là khống chế ở tầm xa. Tầm gần nhiều khi mình bắn không có mất máu. Đây. Với cả cái mà cái vực ngồi lên đầu bảo kê anh em ấy, nó có cái hơi bị thốn cho AD là mình không có xe đam với AD. Mà nhiều khi AD chửi vì tội là ngồi quá sớm ấy. Dường không hợp lý là con này cũng bóp phết đấy anh em ơi. Cái chiêu cuối mạnh nha, phải bật chiêu cuối đấy bạn ấy, thả rồng xe xa này. Được, mình thấy rồng xe xa này được rồi, nó trông hợp màu hơn con rồng master rất nhiều. Ép vô đi spam này. Rồi này anh em chơi full phép nha, chơi full phép cho nó khỏe, spam chiêu cho nó khó chịu, búp sát cho nó nhiều. Chứ đừng chơi tanker. Ở những cái đồ khống chế như trượt băng mà đại Berit là những cái trang bị không thể thiếu cho Aya. Lên đi, đánh đi. Kìa, hóa pet rồi. Ôi, bạn mình. Hay trời. Ôi, có xíu máu mà xiên được Flo yếu quá. Mình kiểu là mình cứ đừng là Flo xiên được Roker mà không có xiên được còn chấm máu thôi. Ok, video clip của mình cũng có lẽ là đến đây hết rồi. Tôi để lâu cũng không có vui. Xin chào anh em, chủ yếu là review map mới và tướng mới thôi. Lâu review một tí. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.